nay mình giới thiệu mọi người một cái mẫu đá onyx nha. Dòng đá onyx này mọi người có thể làm tranh ảnh và bách tivi hoặc bách nhà tắm rất là đẹp cho mọi người. Ngoài ra mọi người có thể sử dụng làm cầu thang, thang máy, tiền vân vân nha. Thì cái dòng đá cũng dòng trang trí mọi người có thể sử dụng để ốp lát các bất cứ vị trí nào ở trong nhà mà mình thích nha. Màu đá này nó quay điện thoại thì nó rất là khó quay luôn mọi người, về rất là nhiều nha. Cái dòng này mình thấy người ta lên tranh và ốp lát rất là đẹp, làm cầu thang mọi người. Mẫu đá này có tông màu vàng và những cái vân chạy dọc nhìn rất là đẹp nha, chạy dọc xéo xéo rối rối mọi người. Các màu đá hoa cương này quay lên điện thoại thì nó rất là khó quay mọi người, quay điện thoại thì cái tỷ lệ lên màu thì nó chỉ được 60-70% thôi nha. Đó, mình đi sát sát vô nó sẽ đổi màu mất rồi. Rất là đẹp nè, mọi người thích mẫu này á, nếu mọi người không thích mẫu này có thể chọn những cái mẫu khác để mình xem, có một số mẫu cho mọi người xem nha. Đây, anh em mà không thích màu vàng thì mọi người có thể chọn cái mẫu này nha. Cái mẫu này thì nó giống như màu kem kem vàng vàng mọi người, rất là đẹp. Trắng này và hôm nay mình cũng chỉ sơ lược một vài mẫu để cho mọi người tham khảo thôi nha. Thì mục đích của mình hôm nay quay là quay cái mẫu đá tranh onyx này. Mọi người thích mẫu này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nha, mình sẽ cung cấp cho mọi người. Mọi người cần những đội thợ ốp lát thì mọi người có thể liên hệ với mình nha. Bên mình có cả những đội thợ để luôn thi công và ốp lát cho mọi người thích thì liên hệ với mình nhé. Bye bye, gặp lại mọi người.